Vâng, xin chào bà con và anh em đang chăn nuôi dê. Hôm nay mình sẽ review về cái kết quả tư vấn cho trường hợp dê cái đi chăn khập khiễng nha các bạn. Thì tình hình là ngày 10 tháng 9 năm 2022, bạn chăn nuôi này có gửi đến cho mình một cái video về tình trạng của một con dê cái và nhờ mình xem là nó bị làm sao. Thì tình hình nó như vậy các bạn. Dê cái này bầu vú đã xè rồi đó, cái chân sau cứng một chân như vậy. Đấy, các bạn xem lại nè. Khi mà dê cái mà bị như thế này á, đa phần các bạn ra ngoài thú y thì các bạn nói cái tình trạng này hoặc là đưa cái video này cho thú y xem thì rất nhiều phần trăm, không thậm chí là 100% là họ sẽ đưa cho các bạn cái thuốc canxi để mà tiêm cho trường hợp dê cái này. Tuy nhiên cái phác đồ mình chỉ cho bạn này điều trị á, không có dùng cái canxi đâu gì cả, không có dùng canxi nha các bạn, bởi vì nó không phải cái bệnh thiếu canxi đâu, mà dùng canxi nó không có đúng đâu. Mà ai mà điều trị canxi á, 4 đến 5 ngày sau á là con dê này nó bệnh nó càng nặng và nguy cơ chết của nó rất là cao, bởi vì nó mắc cái bệnh viêm phổi nha các bạn. Lâu nay các bạn hỏi tại sao con dê đi càng nhét chân hoặc khập khiễng chân hoặc là bại cái chân lại bị viêm phổi, thì đây là một cái thở biến chứng của viêm phổi nha các bạn. Thường là virus viêm phổi, vi khuẩn viêm phổi nó có những cái biểu hiện không nhất thiết là phải ho mới là viêm phổi, không nhất thiết sổ mũi mới là viêm phổi, mà nó diễn biến rất là âm thầm và nó sẽ biểu hiện là viêm cơ, viêm khớp. Tại vì cái chủng viêm phổi này nó sẽ dẫn đến viêm cơ, viêm khớp và làm cho vật nuôi biểu hiện ra bên ngoài là đi đứng khó khăn và đau. Đặc biệt là nó sẽ làm viêm cái màng, cái bao hoạt dịch của khớp các bạn. Ngay cái bao hoạt dịch, ngay cái khớp đó, vi khuẩn nó sẽ đến đó, nó trú ngụ ở đó, nó làm viêm cái vùng đó lên. Thành ra là sẽ giờ nó thường có biểu hiện là đau cơ, đau khớp. Bởi vậy nên là khi mà mấy cái trường hợp này, đa phần 80-90% là nó sẽ nghiêng về triệu chứng là viêm phổi. Và chúng ta còn phân biệt vào cái ánh mắt của nó nữa. Nếu con dê nó bỏ ăn, ánh mắt nó đờ đẫn thì nó sẽ là triệu chứng của viêm phổi. Còn nếu cái dấu hiệu cái chân nó cũng tương tự như vậy, không, thường là dê cái mà nếu mà ánh mắt nó sáng, nó hoạt động lanh lẹ, nó ăn tốt thì nó có thể là bị thiếu canxi do quá trình mang thai và nuôi con của dê cái. Tuy nhiên trong trường hợp này thì nó bị viêm phổi nha các bạn. Và khi nó bị viêm phổi thì chúng ta phải trị cái phổi trước, tại vì cái phổi là cái đường thở, cái đường hô hấp của con dê, mà nó bị tổn thương cái phổi nặng là nó sẽ nguy cơ chết rất là nhanh. Thành ra là chúng ta sẽ trị cái phổi trước. Sau đó nếu mà cái khớp nó vẫn còn diễn biến nặng, không, thường thì cái chân nó sẽ lâu bớt hơn là cái phổi, nhưng mà chúng ta sẽ trị cái phổi trước để cho nó an toàn và tính mạng của con dê. Còn cái khớp, cái chân nó đi lại khập khiễng thì chúng ta sẽ phục hồi từ từ, mình sẽ có cái phác đồ khác để mà giúp cho cái cơ xương khớp của con dê nó hoạt động trở lại. Còn trước mắt thì chúng ta sẽ điều trị cái phổi trước nha các bạn, ưu tiên trị viêm phổi trước. Như mình nói với bạn này, không, trị viêm phổi đi em, trị phổi trước cho khỏi chết, đó, trị khớp sau. Tình trạng con dê này là dê bầu gần đẻ rồi thì mình mới hỏi bạn này là có xếp hay không á. Xếp này là xếp thế hệ 3, thế hệ 4 nha các bạn, như là xếp Tifua này, xếp Widomi này, thì những loại xếp đó nó mới hiệu quả về trên cái đường hô hấp. Tiêm kèm cái kháng viêm, kháng viêm, tại vì lúc này nó sẽ làm viêm khớp các bạn, hoặc là viêm phổi mình sẽ dùng kháng viêm. Và tăng cường cái glucocase để trợ sức, trợ lực, tăng cường sức đề kháng, bổ sung cái dinh dưỡng ADE complex và cái cetasan là cái thuốc bổ kích dưỡng. Thì các bạn thấy một lần mình dùng này, xếp này, kháng viêm này, glucocase này, ADE complex này, cetasan, các bạn thấy không? 1, 2, 3, 4, 5 loại thuốc.
Và cũng nhiều bạn nói rằng là ủa sao tiêm một lần nhiều thuốc như vậy, con dơ nó có bị sao không, nó có bị sốc hay không. Là năm cái loại thuốc này, trong đó nó chỉ có một kháng loại kháng sinh thôi nha các bạn, một loại kháng sinh đó là sếp thôi, còn bốn cái loại kia là các cái thuốc hỗ trợ bổ trợ để mà điều trị. Chứ các bạn dùng một cái loại kháng sinh không, tất nhiên nó cũng có hiệu quả, nhưng mà hiệu quả nó sẽ chậm, nó chậm hơn, nó đạt 60-70% thôi. Nhưng mà nếu chúng ta dùng các cái thuốc bổ trợ, các cái trợ sức, trợ lực, bổ dưỡng thì hiệu quả nó sẽ tăng rất là nhanh. Giống như mình đi đánh trận vậy, không có thở nào mà một tướng quân mà ra trận mà không có lính, không có quân sư, không có yểm trợ được. Bởi vậy là chúng ta nếu có thuốc đầy đủ trong nhà thì chúng ta sẽ dùng phối hợp cái phác đồ, có thể là lên 5-6 loại thuốc, hoặc là tối thiểu cũng phải 3 loại thuốc để mình phối hợp điều trị. Bên cạnh đó thì mình có gửi cho tặng cho em này cái bí quyết nuôi dơ vỗ béo không? Tại vì em này có liên hệ với mình rất là lâu rồi, mình cũng giúp em này nhiều nuôi dơ tương đối thành công rồi. Và sau khi mình hỏi cách xếp không thì em này nó trao đổi là nó vừa tiêm cái AG, vừa tiêm cái AG nên mới hỏi là cái chích chung với AG hả? Nên là mình nói là chọn một trong hai loại kháng sinh đó thôi, không có được tiêm hai loại kháng sinh cùng một lúc. Em chích AG rồi, vậy em theo AG luôn nha. Rồi ok, thì cái này là dùng phác đồ AG với mấy loại thuốc bổ kia nha các bạn. AG thì nó cũng tương đối cho dơ bầu mang thai. Cái AG này là AG Flucin, bạn này cũng lấy bên mình đó. Dạ đỡ em chích cho nó. Thì 2 ngày sau không? Nãy là ngày 10 đến 2 ngày sau, ngày 11, 12 con dơ xưng khớp này bớt rồi anh. Là con dơ tình trạng nó xưng dơ này nè các bạn. Cái chân nó bị như thế này nè. Hôm nay chúng ta đã xem rồi đó. Thì bây giờ nó như thế này, 2 ngày sau không? Nó là ngày 12 thì nó như thế này. Cái con dơ màu nâu này các bạn, dơ bò đó. Sẵn đây thì mình nói các bạn xem luôn nè. Các bạn để ý cái chuồng dơ các bạn á, những con dơ mà nó khỏe thì cái đuôi vô nó sẽ quật ngược ra nha, nó dính cao, hoặc là nó căng ngược ra, là những con dơ khỏe. Những con dơ mà bắt đầu ủ bệnh, những con dơ bắt đầu ủ bệnh thường là nó sẽ cụp cái đuôi dần xuống, cái đuôi nó xà ngang, nó cụp xuống, ánh mắt nó buồn. Và những con mà cái đuôi cụp vào trong bụng luôn, cụp xuống bụng luôn, là nó sẽ đau về cái phần ruột nha các bạn, nó sẽ đau bụng. Các bạn nhớ này, dơ cái đuôi căm ngược lên là dơ khỏe nha. Cái đuôi mà xà ngang là dơ bắt đầu ủ bệnh. Cái đuôi mà cụp vào sâu vào trong háng luôn là dơ đang bị dơ đường ruột, đang đau quặn bụng đường ruột nha các bạn. Thường thì nó sẽ nghiêng về triệu chứng là cầu trùng, hoặc là viêm ruột hoại tử, hoặc là dơ chảy đó. À, nó đã đi lại bình thường rồi, chích được 3 bữa ha. Đó. Một cái bữa trước em này chích, một cái bữa thứ hai, một bữa thứ ba, chích được 3 mũi. Đấy. Và hôm nay tiếp tục hỏi những cái vấn đề khác đây. Anh ơi, do em nó bị ve bò, mình chích Domat đúng liều hay tăng thêm anh? Mấy ngày mình chích lại mũi 2 cho nó đạt. Trên chai thuốc thì người ta nói lặp lại sau một tuần chích ve. Thì mình mới nói tư vấn cho bạn này là tăng liều 1.5 lần ha. 1.5 lần sau 2 tuần thì chích lại. Tại vì mình đỡ thời gian 2 tuần đỡ trứng và ấu trùng nó tái sinh lại, nó nở ra, ví dụ như dây con nó nở lên này, hoặc là trứng bà chét nó nở ra này. Thì mình đỡ từ 2 đến 3 tuần đều được hết nha các bạn, để cho nó nở ra. Thì mình tiếp tục mình tiêm một lần nữa thì nó mới sạch. Nguyên lý mình điều trị về cái yếu tố nội ngoại ký sinh nó như vậy. Thì đa phần các thuốc nội ngoại ký sinh nó sẽ không diệt được trứng như các bạn. Không diệt được trứng nên là chúng ta diệt đợt 1, sau đó là chúng ta diệt lại đợt 2 để cho nó sạch sẽ.
Anh ơi em có một con dơ nó ăn ít, nhìn nó lờ đờ chậm chạp, em chích EG với glucocaser với mirtazan với ADE, nay là bữa thứ hai rồi, có ổn không? Mình nói là ừ không, ừ ổn á. Thì ngày hôm sau là bạn này nhắn tin lại nói là nay nó đã ăn lại rồi anh. Ok em, nay tự biết chữa bệnh luôn rồi, ok. Học hỏi mỗi ngày mỗi ít anh ơi. Thì bạn này rất thường xuyên xem cái kênh YouTube của mình ha. Thì những bạn nào mà thường xuyên xem, có một cái nền tảng về thú y cơ bản á, những các bạn có những cái kinh nghiệm tương đối ổn á, thì các bạn nhìn vào cái phác đồ của mình thì các bạn sẽ biết điều chỉnh nó phù hợp liền à. Biết điều chỉnh cách dùng thuốc của mình, hoặc là nhận biết bệnh, thì các bạn sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong quá trình điều trị phòng bệnh cho dê. Anh dê ơi, cho em hỏi thêm cái con dê bị viêm khớp, em chích thuốc thì nó bớt, ngừng chích một bữa thì nó bị lại, vậy giờ mình chích tới nó, vậy giờ chích cho tới nó hết hay sao anh? Đấy, thì như lúc đầu mình nói á, là cái triệu chứng viêm phổi là mình sẽ trị cái triệu chứng viêm phổi trước, sau đó là cái triệu chứng viêm khớp thường nó sẽ lâu hồi phục hơn, và viêm khớp thì mình sẽ dùng một cái phác đồ khác nha các bạn. Mình dùng cái phác đồ khác. Và viêm khớp thì hôm nào có một cái video cụ thể mình sẽ chia sẻ về một cái quy trình cụ thể, một cái phác đồ trị viêm khớp chặt chẽ cho các bạn xem và tham khảo. Thì video đến đây là tương đối dài rồi. Xin chào, xin hẹn gặp lại quý bà con ở những video clip tiếp theo.